Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Vụ lật xe khách ở Đắk Nông, chỉ có may mắn mọi người mới sống sót. Chiều tối ngày 1 tháng 7, đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Cờ Long, bà Lê Thị Liễu, 66 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút chiếc xe lao xuống vực. Sự việc xảy ra quá nhanh, ai cũng sợ hãi, chỉ có may mắn mọi người mới sống sót được. Cô đang thiêu thiêu ngủ, bỗng nghe tiếng nổ rồi chiếc xe chao đảo, khiến mọi người hỗn loạn. Trong tích tắc, chiếc xe tông vào hộ lan rồi ngã dầm xuống phía dưới vực. Lúc đó, kính bên phụ vỡ nát, mảnh vỡ văng tung tóe khiến nhiều người bị thương. Khi xe ngã xuống, phần đầu cô văng ra khỏi ghế, còn phần chân bị mọi người đè chặt phía trong, không nhúc nhích được. Lúc đó, tôi nhìn cái xe nằm chênh vênh ngang hố sâu nên hoảng loạn. Tôi cố gắng la hét để mọi người thôi đè chân rồi men theo lỗ kính vỡ ra ngoài. Sau đó, những người bên trong cũng thoát theo ra được rồi được người dân, công an nắm tay kéo lên mặt đường. Bà Liễu bàng hoàng kể lại. May mắn hơn, bà Lê Thị Bạch Tuyết, 65 tuổi, ngụ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, là một trong số ít nạn nhân không bị gì sau vụ tai nạn. Đang ngồi ở hành lang trung tâm y tế huyện Đắk Cờ Long, gọi điện cho người thân, bà Tuyết kể. Tôi ngồi ở hàng ghế thứ 5, khi xe chuẩn bị vào khúc cua Cùi Chỏ, mọi người nghe tiếng lốp xe phía trước bị nổ, xe không thắng được nữa. Lúc đó, tài xế còn tỉnh táo, trấn an mọi người bình tĩnh để kèm cho xe xuống, hy vọng qua được dốc, nhưng tài xế vừa dứt lời thì chiếc xe đã lao thẳng xuống vực. Xe trượt dài rồi nghiêng, cửa xe bị đè cứng, không có lối thoát nên mọi người rất hoảng loạn. Sau đó, tài xế đập bể toàn bộ kính phía trước cabin để mọi người thoát ra. Rất may, chiếc xe chỉ trượt xuống gặp tảng đá dừng lại, nếu lật thêm một vòng thì cả xe đã đi hết rồi, bà Tuyết nhớ lại. Cũng theo bà Tuyết, đoàn có 45 người cùng với hai tài xế, phụ xe xuất phát từ tỉnh Bình Dương ngày 27 tháng 6 đi du lịch lên Măng Đen, Kon Tum, Gia Lai. Đến 10 giờ sáng nay thì ghé vào khu du lịch Tà Đùng để tham quan. Đến khoảng 11 giờ 30, cả đoàn ăn trưa và rời Tà Đùng trở về lại Bình Dương. Sau khi lên xe đi được khoảng 30 phút thì gặp nạn. Như báo giao thông đưa tin, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1 tháng 7, tại km 183 800, quốc lộ 28 thuộc xã Quảng Khê, huyện Đắk Cờ Long, tỉnh Đắk Nông, xe ô tô khách mang biển kiểm soát 61B02973 do tài xế Nguyễn Minh Hoài, 50 tuổi, ngụ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, điều khiển chở trên xe 45 hành khách lưu thông theo hướng Lâm Đồng, Đắk Nông. Khi xe khách chạy đến địa điểm trên, bất ngờ mất lái, lao vào lan can bên phải đường rồi lao xuống ta luy âm lật nghiêng. Hậu quả làm hai người bị thương được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để điều trị. Ngoài ra, còn hàng chục người khác bị thương nhẹ, bị chảy xước và được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đắk Cờ Long kiểm tra sức khỏe. Trong số các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông điều trị, hiện còn Nguyễn Thị Bông, 79 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, bị gãy xương nhưng đã qua cơn nguy kịch, đang điều trị tại khoa cấp cứu. Các nạn nhân khác sau khi thăm khám, kiểm tra sức khỏe đã được xuất viện. Hiện trường xe khách chở gần 50 người lao xuống vực ở Đắk Nông. Theo ghi nhận, đến khoảng 21 giờ ngày 1 tháng 7, lực lượng cứu hộ công an huyện Đắk Cờ Long, Đắk Nông đã kéo được xe khách gặp nạn lên, đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra. Tối cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên nạn nhân không may gặp nạn. Theo đó, Ban An toàn Giao thông tỉnh Đắk Nông hỗ trợ trường hợp bị thương 2 triệu đồng. Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút chiều ngày 1 tháng 7, tại km 183-800, quốc lộ 28 thuộc xã Quảng Khê, xe ô tô khách mang biển kiểm soát 61B02973 do tài xế Nguyễn Minh Hoài, 50 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, điều khiển chở trên xe 45 hành khách, lưu thông theo hướng Lâm Đồng, Đắk Nông, không may mất lái lao xuống vực rồi lật nghiêng. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa các nạn nhân lên đường, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đắk Cờ Long kiểm tra sức khỏe. Những nạn nhân khác bị thương nặng được chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông điều trị. Rất may, trong số các nạn nhân bị thương, hiện chỉ còn Nguyễn Thị Bông, 79 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, bị gãy xương chưa xuất viện. Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa hành lý và các tài sản của nạn nhân từ xe khách lên, đưa về trụ sở công an để cất giữ. Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe khách mang biển kiểm soát 61B02973, nhãn hiệu Hyundai, sản xuất năm 2007, hết niên hạn năm 2027. Xe được kiểm định lần gần nhất vào ngày 21 tháng 3 năm 2024 tại Trung tâm Đăng kiểm 6103D, tỉnh Bình Dương, có hạn đăng kiểm đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2024. Như vậy, tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách đã hết hạn đăng kiểm 11 ngày.
Theo hành khách trên xe, tài xế điều khiển xe chạy rất cẩn thận, nhưng trước khi xe lao xuống vực đã xảy ra sự cố nổ lốp trước, khiến xe chao đảo rồi mất lái. Vụ tai nạn khiến giao thông qua đèo Quảng Khê kẹt kéo dài hơn 3 km. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện trường xảy ra tai nạn là đoạn đèo dốc dài, có đoạn cua cùi chỏ rất nguy hiểm. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do tài xế Hoài điều khiển xe thiếu chú ý quan sát. Sau khi tai nạn xảy ra, công an tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế Hoài, nhưng kết quả không có nồng độ cồn trong hơi thở, âm tính với ma túy. Người phụ nữ đi xe máy ngược chiều gây tai nạn trên cầu vượt ngã ba Huế. Sáng 1 tháng 7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận thông tin phản ánh về trường hợp một xe máy chạy ngược chiều gây tai nạn trên cầu vượt ngã ba Huế. Trước đó, chiều 30 tháng 6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ điều khiển xe máy chạy ngược chiều trên tầng 3 cầu vượt ngã ba Huế hướng quận Liên Chiểu đi quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Khi đến đỉnh cầu, xe máy do người phụ nữ này tông trực diện vào xe máy do một phụ nữ khác đang đi đúng chiều và chạm mạnh khiến cả hai xe máy hư hỏng, hai người phụ nữ bị thương. Clip sau khi đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội đã lên tiếng chỉ trích, bày tỏ bức xúc với hành vi coi thường pháp luật của người phụ nữ trên. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Hiện trường vụ sập hầm Đào Vàng ở Bắc Cạn, nhiều tảng đá to bít kín cửa hầm. Sáng ngày 1 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Ngân Sơn, Bắc Cạn thông tin, đến nay các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đã giải cứu được thêm một nạn nhân mắc kẹt trong hầm, riêng nạn nhân còn lại chưa xác định được vị trí. Các lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm nhưng do hầm nằm ở vị trí lưng chừng núi, lại cách xa đường giao thông nên công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn. Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6, tại thôn Liên Kết, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn, xảy ra vụ sập hầm nghi là khai thác vàng trái phép khiến 3 người bị mắc kẹt. Đến nay đã có 2 người được giải cứu, 1 người chưa thể xác định vị trí. Cửa hầm khai thác vàng đang bị hàng chục tảng đá to lấp kín, bên trong có một nạn nhân chưa thể xác định vị trí bị mắc kẹt. Vật dụng các nạn nhân sử dụng trong quá trình đào hầm khai thác vàng tại hiện trường gần nơi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đang tìm cách luồn cáp, sử dụng tời để di chuyển các tảng đá to ra khỏi cửa hầm. Các lực lượng chức năng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Hai tài xế xe máy không qua khỏi, hai người ngồi sau bị thương sau cú đấu đầu cực mạnh. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1 giờ 10 phút ngày 1 tháng 7, tại đường Ít Kiêu, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy, làm hai thanh niên không qua khỏi trên đường đi cấp cứu, hai người khác bị thương nặng. Thời điểm trên, anh PDH sinh năm 2008 ở thôn Lạc Dục, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương và TCM sinh năm 2009 ở thôn Ngọc Trấn, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, điều khiển xe máy mang biển số 34S1-01925 trên đường Yết Kiêu theo hướng ngã tư Hải Tân về huyện Tứ Kỳ. Khi di chuyển tới đoạn trước cửa số nhà 73 đường Yết Kiêu, phường Hải Tân, xe máy do anh PDH điều khiển đã va chạm với xe máy Honda Way màu sơn xanh đen không gắn biển số đi ngược chiều. Chiếc xe máy không biển số này do DVC sinh năm 2007 ở thôn Hồ Liễn, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương điều khiển chở theo VPH sinh năm 2007 ở thôn Kim Xá, xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Cú va chạm mạnh đã khiến DVC và PDH qua đời trên đường đi cấp cứu, còn VPH và TCM bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, rồi chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nguy kịch. Nhận được tin báo về vụ tai nạn, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Dương đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tiết giao thông, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hải Dương điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn. Trao đổi với phóng viên báo giao thông, đại diện đội cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Dương cho biết, qua xác minh ban đầu cho thấy, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tại khu vực đường Ít Kiêu xuất hiện một nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Hiện các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố Hải Dương đang xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên.